Hello, xin chào anh em, mình là Vinh và sau đây mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái máy mài gốc đang được bán mức giá cực kỳ hấp dẫn từ Store Bọc, đó là con GA4030. Đây là một cái máy mài gốc đang rất là hot tại Store Bọc luôn nha anh em, quá trời hot luôn. Con này có những cái gì mà nó hot như vậy thì mình sẽ đợi cho mình trong 30 giây đi, mình sẽ check giá cho anh em xem, tại vì giá quá tốt. Ok, anh em hãy nhanh chóng vào website hoặc là App Store, Store là Mộc, để có thể mua sản phẩm này. Vô khung tìm kiếm và tìm ngay mã là GA4030. Con này đang được định giá là cực kỳ cạnh tranh so với những cái sản phẩm khác trên thị trường. À, đảm bảo với anh em giá từ Store là Mộc là giá cực kỳ cạnh tranh so với những cái trang chuyên bán hàng điện tử, bán điện tử thôi, tức là bán online thôi. Còn bên mình là siêu thị mà mình bán cái giá gần như là bán online luôn. GA4030. Đây, con này đang được bán với mức giá là 1.049.000 cho một cái máy như thế này, quá rẻ. 1049. Đây là cái máy của chúng ta, rất là đẹp. Con này thì nó sẽ tặng cho mình một cái nắp chụp, một cái tay cầm, một cái đầu mở và một cái đá mài. Thì ở đây nó sẽ tặng cho mình một cái đá mài inox luôn nha anh em. Đó, điểm 100, quá ngon. Bây giờ mình sẽ cùng nhau xem trong cái máy này nó có cái gì ha. Đây, cái máy của chúng ta thì cái máy được thiết kế rất là gọn. Gọn ở đây là nó thiết kế tròn vừa ôm sát cái tay cầm của mình. So với người châu Á của mình, cái tay nhỏ, thì đây là một cái thiết kế rất là phù hợp để chúng ta có thể sử dụng. Đây là tem chống giả ha. Thì cái con này công suất của nó là 720W, nó sẽ yếu hơn cái con 9556. 9556 thì là 840W, thì con này là 720W. Tốc độ là 11.000 dòng phút điểm 100 và sản xuất tại Thái Lan. À, những cái dòng này là sản xuất tại Thái Lan nha anh em, nên là rất là được nhiều anh em ưa chuộng. Tại vì anh em sợ sản xuất Trung Quốc á, nên là khi mà nói made in Thái Lan thì bán rất là ok. Đây, mình sẽ cho anh em xem. Một cái máy mài chính hãng dòng best seller, giá bán chỉ 1.049.000, và giá này thì chưa bao gồm phí vận chuyển, bao gồm 10% thuế. Anh em mua tại Store Mộc thì sẽ được xuất VAT đầy đủ, và nếu mà anh em mua hàng online thì sẽ được ship tận nhà thu tiền, tại vì cái hàng này giá trị nó dưới 2 triệu ha, và nó cũng không quá nặng, cũng khá là gọn như thế này. 1.049.000 cho một cái máy mài đĩa 100mm chính hãng của Makita sản xuất tại Thái Lan, GA4030. Và nếu anh em muốn mua thì hãy vào website storelamoc.vn hoặc là tải app Store là Mộc về để có thể đặt hàng và biết luôn phí ship một cách rất là dễ dàng, hoặc là đến trực tiếp siêu thị Store là Mộc, địa chỉ là 234 Bình Thới, phường 10, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là Vinh, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.